Dạ vâng, kính thưa toàn thể các quý vị và trở về với miền dân ca xứ Kinh Bắc, nơi hội tụ những làn điệu dân ca ngọt ngào, đằm thắm, tha thiết, trữ tình. Và ở đó có những người con trai, con gái đẹp nét, đẹp người. Họ trọng nhau vì nghĩa, mến nhau vì tài, say nhau qua điệu hát, câu ca, để rồi ai xa, ai gần cũng mang lòng thương nhớ. Và Bắc Ninh, Kinh Bắc được mệnh danh là vương quốc của lễ hội. Kỳ hội Diềm, hội Gióng, kỳ Phật Tích, chùa Dâu, mùng 7 hội Khám, mùng 8 hội Dâu, mùng 9 đâu đâu cũng trở về hội Gióng. Và ngay sau đây trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với câu hát Chảy Hội Xuân. Anh hai, anh ba, chị hai, chị ba con họ đến từ Thiệp Xuyên. Trân trọng gửi tới toàn thể các quý vị. Đi chảy hội đi chị em ơi.
Xin trân trọng cảm ơn giọng hát của anh Hai Chị Hai Quan Họ đến từ làng Thiểm Xuyên với câu hát Chảy Hội Xuân.